Hello mọi người, Trường xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trường. Thì bữa nay ở đây Trường có cái hồ cá, cái hồ chậu nè mọi người. Lúc trước Trường nuôi cá coi nè, rồi cá ba đuôi nè, rất là nhiều ở cái hồ này. Thì chắc chắn mọi người xem cái kênh của Trường thì cũng đã thấy, đã biết rồi. Thì sau một thời gian Trường nuôi cá coi trước ở đây thì cá coi nó nhiều, nó lớn lên thì Trường đã dời qua cái hồ khác. Xong rồi tiếp tục Trường lại nuôi cái thêm cá ba đuôi nó lớn thì Trường cũng dời ra cái hồ kiến đó. Bây giờ thì cái hồ này Trường bỏ này cũng mấy tháng rồi không có xài. Bữa nay Trường sẽ tiếp tục sử dụng lại cái hồ chậu bằng cái chậu cây này để Trường sử dụng lại tiếp tục những cái thùng lọc của cái hồ trước. Lúc trước là 3 thùng mọi người, 1 thùng, 2 thùng, 3 thùng, nhưng mà bây giờ hôm nay Trường muốn sử dụng cái hồ này để Trường nuôi thử một cặp cá coi Nhật. Trường sẽ mua thử một cặp cá coi Nhật Bản, cá coi chính hiệu nha mọi người. Đó, Trường sẽ mua thử một cặp, thì một cặp cá coi Nhật, cá coi nhỏ thì nó tầm 700-800 hay là 1 triệu mấy thì là ok rồi mọi người. Trường sẽ nuôi thử trước nha. Cho nên là Trường làm thêm một ngăn lọc nữa là 4 ngăn. 1 2 3 4 ngăn lọc. Thì ban đầu Trường định làm một ngăn này đầu tiên là cái ngăn để ri mắt, ngăn lọc phân nè. Trường tính làm thêm cái ngăn này nữa là hai ngăn ri mắt, hai ngăn lọc phân thô mọi người. Đó. Xong qua đây Trường tính sủi, ở đây là sủi candet. Cái hạt candet đó mọi người, hạt mà 5 cánh, 7 cánh, 8 cánh á. Trường tính sủi ở đây. Rồi cuối cùng là bơm đặt ở đây thì sứ, sứ thanh, sứ này sứ kia ha. Rồi lên đây. Lên đây là cái dàn lọc Baki, rồi trả về hồ là xong. Đó. Nhưng mà để Trường nghiên cứu lại xem là, thì tại vì số lượng nó ít, chỉ có một cặp thôi, cho nên là Trường sẽ thử nghiệm trước là Trường không có xài candet mọi người, nhưng mà Trường sẽ xài hai thùng sứ. Một thùng ở đó, một thùng ở đây, và hai cái thùng này là hai cái thùng G-Max thôi. Đó, mình thử trước, nếu mà được thì ok, mình khỏi phải tốn thêm chi phí nào nữa mọi người. Đó. Rồi thì ở đây thì cũng là cái đáy của cái hồ, một lỗ đáy hồ duy nhất để thông qua cái lắng này, rồi thì nó cứ thông nhau thôi mọi người. Đó. Mọi người có theo dõi kênh của Trường thì cũng quá quen với cái hồ này rồi. Ở đây có cái ống là Trường chưa có bắt vô nè. Đó, thì bắt vô đây ha. Đó. Vậy là ok đó mọi người. Thì Trường sử dụng lại cái hồ cũ cho nên là Trường làm bấy bán hết rồi. Nè, mấy cái này Trường dán là Trường giá lại nè, lúc trước mình khoan á. Khoan giờ mình để lại thì nó sai vị trí á. Tại vì Trường làm mấy cái hồ khác bằng cái này nữa. Cũng chơi thời gian xong rồi giờ bỏ rồi giờ lại tiếp tục sử dụng lại. Đây nè, Trường giá nè. Đây là Trường giá bằng composite cho mọi người. Keo dán composite, keo dán gió lãi á. Với lại cái này là sợi thủy tinh á. Đó, Trường giá 3 lỗ. Đó, Trường giá nãy giờ keo nó cũng khô rồi nè. Không. Cứ ngắt rồi nè mọi người, nó cọc 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 cứ ngắt luôn. Đó, không. Mà không biết cái gịnh nước hay không à, giá cứ ngắt rồi. Rồi thì bây giờ Trường sẽ tiến hành đi bơm nước vô, mình thử nước trước mọi người. Bơm nước xong vô Trường thử cái mực nước bên hồ này, thử mực nước bên hồ chính rồi qua bên lọc coi nó trên lệch nhiêu sao, để mình trừ hao khi mà mình để vật liệu lọc vô thì nó sẽ qua nước nó hao hụt ấy. Nếu mà mọi người không có trừ hao, mọi người để bình thường hết thì nhiều khi cái khối lượng cái bơm nó lấy cái bắt đầu từ từ cái những cái phân cá rồi nó cản lại, nó từ từ nó bị hụt nước đó mọi người, cho nên mọi người phải canh nước nha. Rồi bây giờ thì Trường đi coi bơm tí nước vô, rồi Trường thấy ok hết này kia, Trường gắn ống hết này kia vô, xong thì sắp xếp vật liệu lọc vô hết, xong rồi chạy vi sinh thôi, chạy vi sinh rồi câu vàng ba kia lại rồi đặt cá thôi mọi người. Ok, mọi người xem tiếp video với Trường nha. Đây là mấy con cá mà lúc trước nuôi trong cái chậu nhỏ nè mọi người. Bữa nay bự chà bá rồi đó mọi người. Đó. Cho nên là không có thể nào nuôi trong cái chậu được, khoảng mười mấy con á. Mười một con hay gì á. Trường lúc trước đếm lâu quá giờ quên rồi. Nay con tầm 2 kg hết rồi. Tầm 40 cm. Ba mấy 40 trở lên, tầm 2 kg. Cái hồ nè. Mọi người thấy cái hồ không, lót bạc rồi gông rêu tùm lum tè le học me hết trơn, nhưng mà cá là không bệnh luôn, tại vì cá diệt thì nó vậy mọi người, nhưng mà nó cũng không lớn nha mọi người,
cái việc cá cò, cái việc cá chó nó tầm như đó đó mọi người, tại vì ta ép nó lai cá chép đó mọi người, nên là bị chừng kiểu nên chừng chán, chừng không có quan tâm nó nữa, nó tầm đó cái cho ăn hoài, nó cũng vậy hoài, nó không có lớn nữa mọi người đó, cho nên là bây giờ chừng mới thử sức mình nuôi thử một cặp cá Nhật coi như sao. Tại đó giờ mình không có nuôi cá Nhật, cá Nhật nó cũng khó, nó cũng căng lắm mọi người, chứ không phải giống như cá Việt mà giống như vậy đó. Cá Việt mà mua cái hồ này chắc, ủa cá Nhật mà nuôi hồ này chắc bỏ hết rồi. Rồi đi giờ chuẩn đi bơm nước cái đã. Rồi sau khi xong hết trơn thì giờ trường đang bơm nước vô nè mọi người. Nè, đó. Trường đang chăm nước vô nè. Chăm nước nước cây, nước nước phun tên bình thường thôi. Nước sinh hoạt xài hàng ngày thôi mọi người. Khi mà nó có vi sinh đồ này kia thì cái độ pH của nó sẽ tự ổn định lại thôi. Mình không cần quan tâm tới cái chuyện pH quá cao hay là pH quá thấp. Cao một tí thì không sao, nhưng mà thấp thì không được. Nhưng mà cái nước cơ bản về cái nước này thì cái độ pH của nó từng tầm 7 tới 8 chấm luôn mọi người. Nhiều khi 9 chấm luôn á, nhưng mà vi sinh mình để cho một thời gian thì nó tự nó ổn định lại, không sao hết. Đó thì đây là cái bơm trường để cuối cùng ở cái ngăn ở cái thùng này nè mọi người. Không. À, cái bơm này trường xài cái bơm 5.000 mà bơm cũ rồi, bơm nát bét hồi xưa nè, AB nè. Ủa 3.500 à. Ồ cái bơm này có 3.500 à mọi người. Bơm AC nè, 220W 240. 60W. Bơm này có 3.000 à. 3.500 à. Cái bơm này có 3.500 à. Đó thì một cái bơm này từ đó nó lên tới đây luôn khoảng tầm mét mấy mà không biết cái đẩy nổi không, mà cái bơm này cũng cũ rồi, lúc trước thì đẩy nổi còn giờ không biết làm sao. Thì đây là mấy cái ngăn lắng ở trường nè, thùng lọc trường hôm qua kia cọ rửa sạch sẽ hết rồi, để dĩ mắt vô nè, mấy tấm dĩ mắt nè mọi người, dụng hết chứ. Nói chung là trường trên của trường thì xài mấy cái đồ cá chế không, xài hồ vi sinh này kia. Rồi ở đây thì qua cái quan này mình khóa lại, mình mở ra mình kiểm soát cái lượng nước, dù khi mà mình vệ sinh hết mấy cái ngăn lọc này thì mình khóa cái quan lại để cho nó tách ra, mình khỏi có, mình tiện hơn trong việc vệ sinh. Vệ sinh xong rồi mở cái quan ra. Trường dán keo thì chỉ dán cái quan này thôi, quan dán cái đầu này với cái đầu này, còn lại tất cả mấy chi tiết này là trường gá vô hết, gá rồi đóng nó chặt vô hết, trường không có dán keo. Nếu mà để lát coi, nếu mà cái nào nó gá vô hết rồi mà nó còn vẫn còn chảy thì bắt buộc phải dán keo, chứ còn mấy tất cả mấy khác là không dán keo. Những cái răng ngoài răng trong này thì mình trường dặn vô chặt rồi dán silicon lại là nó không có chảy, chứ cũng không có quấn mà keo non luôn nha mọi người, không quấn keo non không cần đâu. Thì bắt đầu nước từ hồ nó sẽ qua từ đây đó, nó sẽ qua đây, qua đây thì nó gặp chi mắt đầu tiên thì nó bắt đầu nước nó trào lên đây, nước trào lên đây ha, nó trào lên đây xong thì nó qua đây nó chảy xuống đây, rồi nó qua cái đít của thằng này, nó qua cái đít của thằng này. Tại vì trường xài lợi á mọi người, tận dụng ống xài lợi á, cho nên là trường không có làm ví dụ trực tiếp từ đây xuống dưới đó luôn cũng được, nhưng mà ống thì xài lợi nó những có mấy cái nó dán keo cứng ngắc rồi, cho nên là mọi người thấy như vậy nha. Chứ còn thay vì là sẽ làm vậy nè, đó làm vậy qua thẳng luôn khỏi tốn ở đây cái cò, còn này ống xài lợi mọi người. Rồi từ nó qua từ đó thì nó sẽ gặp thằng này chi mắt đây tiếp tục, rồi nó lên đây nó lại chua ở đây, nó qua cái đít của thằng đó nữa. Ở đây là trường để sứ. Cái thùng này thì hồi nãy trường nói là trường ban đầu tính sủi cái candet á mọi người, hạt candet á, mà tầm này thùng này tầm chắc cũng 3-4 kg candet nè, mà mất công quá, rồi mình phải mua thêm cái máy oxy nữa, máy sủi á, mình cái đĩa sủi nằm đây nữa, rồi cái máy tốn thêm mớ tiền nữa, rồi tốn thêm mớ điện nữa để trường thử nuôi sứ thôi trước mắt coi như thế nào, thử nghiệm mà. Rồi nó lại qua đây thì trả gì hồ thôi. Bơm lên đây, đó, thì lên vàng ba ki là đá lâm vũ. Đá lâm vũ hết. Đó, ba ngăn rồi trả về hồ. Giờ nước nó chạy xe vòng gì là xong. Đó, ok mọi người. Thì hồ sinh viên là nó tầm vậy thôi. Rồi, bây giờ lát trường đầy nước cái trường xã qua cái chạy thử. Chạy vi sinh tầm 10 bữa, 7-10 bữa tuần lễ thì coi lựa gặp cá là nó ghẻ tầm
triệu, triệu mấy hay là vài trăm có không thì Trường đặt về. Mọi người theo dõi vô nha, Trường sẽ cập nhật báo cáo tình hình để coi là thằng này nó nuôi coi Nhật mà nó làm cái hồ như kiểu vậy rồi nó có nuôi được không, rồi có nó ma có mau lớn không, rồi có bệnh hoạn có gì không nha mọi người. Ok mọi người. Giờ rồi để chờ nước đầy Trường xả qua. Wow, ok mọi người, thì đây là cái hồ cá của Trường đã hoàn thiện sau khoảng từng tầm 3 ngày Trường chạy chai nước. Trường chạy nước, Trường chạy vi sinh hết tất cả. Thì tầm đây là tầm sau 3 ngày sau khi Trường đã làm lại xong hết tất cả mọi thứ, chỉnh lại này kia. Những cái chỗ mà xì nước thì Trường cũng làm lại luôn. Cái này là Trường làm cái hút mặt nè mọi người. Ai có coi cái dân của Trường thì lúc trước biết cái Trường làm cái hút mặt này. Đó. Nó vừa hút đáy được. Đó. Ở dưới nó có một cái khe hở nhỏ thôi. Nó vừa hút đáy được mà ở trên đây nó cũng hút mặt được luôn. Kết hợp chung hết. Thì nước thì xả luôn. Mình cho nó quay vòng. Thì cái hồ này lúc trước Trường cũng có nuôi thử mười mấy con rồi. Hồi lúc mới mua, mới nuôi thì mình nuôi một chừng nuôi một hơi mười mấy con cá coi. Cá lúc đó hai ngón mọi người. Mua mười mấy con. Thì sau khi một thời gian Trường nuôi xong á, Trường nuôi khoảng tầm một năm thì nó bự lên. Thì cho nên Trường đã dời về cái hồ ở bên kia nhà. Trường để với hồ bên khác. Cái hồ này thì bắt đầu Trường xử lý đồ dùng lại khi cái Trường lúc đó Trường nuôi cá ba đuôi. Nuôi mấy con ranchu á mọi người. Thì ngày hôm nay Trường sẽ làm lại một lần nữa để Trường nuôi thử một cặp. Trường sẽ cũng sẽ mua con coi tầm hai ngón thôi, hai ba ngón mọi người. Không bự thì tùy, không có tiền mua, nhưng mà Trường sẽ thử mua một cặp coi Nhật ở Rubico Farm ha, của lúc trước là của chú Thắng Ngô, còn bây giờ thì không biết của ai, nhưng mà sẽ ủng hộ vợ chú chứ không có ủng hộ chú Thắng Ngô. Bên chú Thắng Ngô hình như cũng có mở một cái chi nhánh khác rồi, hình như là Thắng Ngô Coi Farm, còn thì sẽ mua ở bên Rubico Farm. Thì đây là những cái ngăn lọc của Trường nè. Mình sẽ quay một lần cuối với mọi người xem nha. Thì ai chơi hồ ngon, nuôi hồ ngon thì không cần xem clip này của Trường nào, bỏ qua cho Trường nha. Này là Trường kiểu quay là những cái hồ kiểu tầm sinh viên, nhà nghèo, những cái mình Trường làm được trong cái tầm kinh tế cho phép thôi mọi người. Cho nên là mọi người hồ ngon, mấy anh biết chơi đồ nuôi rồi thì đừng có xem, đừng có chửi Trường. Đây là vàng ba kia thì cũng y như mọi khi thôi. Trong đây đá lông vũ nè. Trường là dán keo, dán đồ hết rồi, nó dính cứng ngắt hết rồi. Nước thì đã ok. Tầm mà nếu mà Trường muốn thả cá thì tầm Trường chạy thôi, chạy vi sinh khoảng thêm cho nó chắc ăn nữa, thì Trường chạy khoảng tầm một tuần lễ nữa là Trường có thể nuôi cá được, có thể thả cá được. Đó. Cái ngăn này là cái ngăn cái thùng để Trường mua thêm 1-2 tấm G-Max nữa, Trường bỏ vô. Đó. Này còn thiếu chừng 2-3 tấm G-Max nữa nè mọi người. Một thùng lắng, hai thùng lắng đầu tiên sẽ để G-Max. Đấy. Hai thùng lắng đầu tiên để G-Max, rồi cái thùng thứ ba thì bên này chắc Trường sẽ để thêm một mớ sứ thanh vô đây nữa. Ban đầu thì định là sủi hạt Candet, nhưng mà để chơi thử sứ thanh coi nó có được không. Nếu mà được thì khỏi hạt Candet, mất công tốn thêm cái bơm, ủa mất công tốn thêm cái sủi, cái dĩa sủi nữa, tốn thêm một mớ tiền nữa, nên là sẽ tiết kiệm mọi người ơi. Đó, rồi bên này thì cũng là hai thùng sứ vậy thôi, hai ngăn lọc để hai thùng sứ, vì hai ngăn lắng phân thì để Candet rồi. Ok. Đó, mọi người thấy ok không mọi người? Cái trên đây Trường thiết kế là làm cái Trường làm cái này là lưới inox nè. Đó, tách phân thô nè mọi người. 1m200. Lưới inox tách phân thô. Xuống vàng bà kia trả về hồ. Đó. Nước được lắm nha mọi người, nước này chắc tầm không biết chính xác bao nhiêu độ mà chắc tầm hai mấy độ quá. Đó, rồi hoàn thiện cái hồ của Trường sẽ để có kinh tế về thì Trường sẽ thả thử một cặp cá coi.
Rồi, Sườn xin chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem video của Chuột. Nếu mọi người thấy hay nhớ cho Chuột một like, một share, đăng ký kênh nha mọi người, và bình luận góp ý. Nếu mọi người thấy cái gì chưa hợp lý thì mọi người bình luận ở dưới phần comment nha. Chuột xin chào mọi người. Chuột kết thúc video đây. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người lúc sau nha. See ya.